Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thị trường trong nước tăng mạnh ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 102.000 đến 103.000 đồng một kg so với hôm qua. Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh ở các địa phương trọng điểm, mức tăng là từ 1 đến 1.500 đồng một kg. Lý giải về điều này, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay là Việt Nam đã xuất khẩu hết sản lượng thu hoạch trong năm 2023 và một phần lấy từ tồn kho của năm trước, nên là lượng tồn kho năm ngoái chuyển sang năm nay thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, góp phần khan hiếm tiêu. Việc giá tiêu tăng vọt hiện nay chủ yếu là do yếu tố thị trường, có thể xảy ra tình trạng đầu cơ. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 102.000 đồng 1 kg, tại Đồng Nai là 102.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk là 103.000 đồng 1 kg, Đắk Nông 102.500 đồng 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu 103.000 đồng 1 kg và Bình Phước 102.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh ở các địa phương trọng điểm so với hôm qua, mức tăng 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg. Giá tiêu cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Bà Rịa Vũng Tàu, với 103.000 đồng 1 kg. Ở thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2024, giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 80.000 đồng đến 81.500 đồng 1 kg. Sau hơn 4 tháng đã tăng thêm hơn 20.000 đồng 1 kg. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê tháng 4 của Việt Nam sụt giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước, nằm ở mức trên 152.000 tấn. Nguồn cung cà phê Robusta bị khan hiếm từ nước sản xuất lớn nhất thế giới là một yếu tố đẩy giá tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, thì tại thị trường trong nước, giá cà phê tuần qua cũng đã hạ nhiệt mức trung bình 1.500 đồng 1 kg, trở về giao dịch trong khoảng 98.500 đến 99.000 đồng 1 kg. Đà giảm của cà phê tuần này là điều đã được các chuyên gia dự báo trước khi đầu cơ tiếp tục bị bán tháo để chốt lời và những thông tin tồn kho tăng trên hai sàn. Tuy nhiên, thì thị trường cơ bản vẫn nhận được hỗ trợ từ thông tin thời tiết không thuận lợi ở các nguồn cung lớn, lượng mưa không đủ cả ở Việt Nam, Brazil. Tuy nhiên, thì nguồn cung cũng tốt lên khi mà người bán cũng trở lại với thị trường mỗi khi giá có những đợt tăng. Những nhà đầu tư trên sàn có thể hy vọng vào sự hồi phục ngắn của Robusta. Tuy nhiên, về trung hạn có lẽ hàng Robusta sẽ có các đợt giảm sụt bởi sự bán thanh lý, vị thế cũng chỉ vừa mới bắt đầu trong thời gian qua. Hơn nữa, thì một số các nguồn cung lớn bắt đầu vào vụ thu hoạch, dù sản lượng cà phê Robusta của Brazil dự báo giảm 5-10% so với số liệu ban đầu. Khảo sát tại một số chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh như chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Đa Cao và chợ Tân Định, quận 1 cho thấy là rất hiếm sạp trái cây có bán quả vải tươi. Trong khi cùng thời điểm này năm ngoái thì trái vải tươi đã xuất hiện rất nhiều, giá chỉ 35.000 cho tới 40.000 đồng 1 kg, do hàng hiếm nên giá vải tươi cao chót vót. Theo ghi nhận, giá vải tươi ở chợ lên tới 80.000 đồng 1 kg đối với loại còn mới, nguyên cành, lá, và 60.000 đồng 1 kg đối với hàng cũ được tách quả riêng, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Một số đầu mối chuyên bán nông sản Đắk Lắk cho hay nhiều khách quen hỏi mua vải thiều Tây Nguyên đầu mùa nhưng chưa có hàng bán, vải năm nay mất mùa, nhiều vườn bị sâu đầu cuống và giá lại cao khiến cho nguồn bán lẻ khan hiếm. Vải tươi về chợ từ đầu tháng 4 chủ yếu là do nguồn gốc các tỉnh Tây Nguyên, nhiều nhất là Đắk Lắk, với sản lượng từ 10 đến 20 tấn mỗi ngày. Tại chợ, giá xỉ vải Tây Nguyên ở mức là 55 đến 60.000 đồng 1 kg loại 1 và 45.000 đến 50.000 đồng 1 kg loại 2. So với cùng kỳ năm ngoái, giá vải Tây Nguyên xỉ tại chợ tăng gấp đôi. Thưa quý vị, đất đai manh mún đang là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp. Bên cạnh đó thì chưa thực hiện tốt các giải pháp đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn. Người nông dân còn có tâm lý giữ đất. Mô hình góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thể thấy được những khó khăn và rủi ro cho nông dân nếu mà việc quản trị không minh bạch và nông dân không được tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Để giải quyết được vấn đề này, thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết 18 Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định về tích tụ tập trung ruộng đất. Cụ thể tại Điều 83, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quy định về việc thực hiện tập trung đất nông nghiệp. Hướng dẫn khoản 6 điều 192 Luật Đất đai 2024 quy định tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện tập trung đất nông nghiệp tự thỏa thuận với người sử dụng đất về các nội dung sau. Phương thức tập trung theo quy định tại khoản 1 điều 192 Luật Đất đai đối với từng người sử dụng đất, từng diện tích đất. Thời gian thực hiện tập trung đất nông nghiệp, tỷ lệ diện tích đất mà người sử dụng đất phải đóng góp để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng để đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất nông nghiệp. Phương án hoàn trả đất cho người sử dụng đất sau khi kết thúc việc tập trung đất nông nghiệp.
việc hoàn trả đất phải bảo đảm giữ ổn định phương án sử dụng đất nông nghiệp đã tập trung, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tham gia tập trung đất nông nghiệp đối với từng phương thức tập trung, các thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. Từ 125.000 đến 210.000 đồng 1.000 mét vuông mỗi vụ, do chi phí cao, hơn 100 hộ dân tổ hợp tác số 12 xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Đồng, Đồng Tháp đã đồng loạt bỏ xạ 180 ha vụ lúa hè thu 2024, đồng thời đã gửi đơn cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp phản ánh tình trạng này. Theo bà con cho biết, cứ 1.000 mét vuông đất ruộng, nông dân phải trả 70 kg lúa một vụ. Mỗi năm làm 3 vụ thì trả tổng cộng 210 kg lúa. Sau đó họ giảm xuống mỗi vụ là 60 kg lúa trên 1.000 m2, rồi 42 kg lúa trên 1.000 m2. Từ năm 2013 đến năm 2023, giá bơm nước là 73 kg lúa trên 1.000 m2 mỗi vụ. Hết vụ đông xuân 2023-2024, trạm bơm Tân Hòa hết hợp đồng với người dân. Do không chấp nhận giá thu tiền bơm nước quy giá lúa quá cao nêu trên, hơn 100 hộ dân tổ hợp tác số 12 đã yêu cầu hạ giá nhưng không được xem xét và giải quyết. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành làm việc với các cơ quan chuyên môn và các bên liên quan tiến hành xử lý việc bơm tưới nước cho tổ hợp tác số 12 để người dân kịp lịch xuống giống vụ hè thu. Thưa quý vị, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, tỉnh này hiện có gần 10.000 tàu cá từ 6 mét trở lên, trong đó có gần 4.000 tàu 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ. Để góp phần gỡ thẻ vàng IUU của ESEI, các đơn vị biên phòng trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác thủy sản. Là một trong những đơn vị quản lý nhiều phương tiện đánh bắt cá xa bờ của tỉnh Kiên Giang, với trên 1.000 tàu cá, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông không chỉ thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, mà đơn vị đặc biệt chú trọng thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến từng chủ tàu về quy định khai thác hợp pháp. Quy định của nhà nước ra thì chúng tôi chấp hành giám sát hành trình, hộp đen, giấy tờ khai thác thủy sản đầy đủ. Nhưng mà đi làm thì không có đi ra nước ngoài, không có phạm luật của nhà nước. Thời gian qua thì nó ngay cũng được anh em trạm và đồn biên phòng cũng tuyên truyền và nhắc nhở, thì đánh bắt ra biển đánh bắt thì phải có đầy đủ giấy tờ, thắp ra lặt thiết bị giám sát hành trình. Trong thời gian qua thì đơn vị làm rất là tốt cái công tác kiểm soát, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện, thủ tục, giấy tờ, đặc biệt là kiên quyết không cho những cái phương tiện mà không đủ điều kiện theo quy định xuất bến đi khai thác thủy sản. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang cho biết, tỉnh hiện có gần 4.000 tàu đánh bắt xa bờ và có nhiều hòn đảo, cửa biển, đặc biệt là ngư trường khai thác tiếp giáp với nhiều nước, nên công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Song đơn vị quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác để góp phần ngăn chặn vi phạm khai thác IUU. Làm tốt hơn nữa với công tác phối hợp với các sở ban ngành, các lực lượng làm tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai thực hiện, làm tốt với công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện đúng quy định của pháp luật vấn đề ra vào các cái cảng. Biển Kiên Giang tiếp giáp với biển Cà Mau, nên là chúng tôi cũng thường xuyên có cái sự trao đổi với Bộ đội Biên phòng Cà Mau, rồi Hải quân vùng 5, Cảnh sát biển vùng 4. Thực hiện chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và phát triển bền vững ngành thủy sản, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn xử lý mọi hành vi vi phạm liên quan đến chống khai thác IUU. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh sự vào cuộc quyết tâm của ngành chức năng và chính quyền địa phương trong phòng chống khai thác IUU, rất cần sự tinh thần trách nhiệm của chủ tàu, những người trực tiếp đi khai thác đánh bắt. Có được như thế thì mới giúp cho nghề khai thác đánh bắt thủy sản của nước ta phát triển bền vững. Trước tình trạng nắng nóng hạn hán kéo dài, người dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Bến Tre và Tiền Giang đã phải đối mặt với nạn bị xâm nhập sâu, thiếu nước ngọt trầm trọng. Thấu hiểu những khó khăn của bà con đang phải trải qua, chương trình Giọt nước nghĩa tình lần 2 năm 2024 đã được Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm trao tặng nước ngọt cho người dân của hai tỉnh này. Gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết number one,
và 31 chuyến xe bồn chở nước ngọt đã được báo Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an Bến Tre, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bến Tre trao tặng cho người dân các xã của tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Với những người dân sống tại đây, họ đã phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt hơn một tháng nay. Những giọt nước nghĩa tình phần nào giúp họ vượt qua khó khăn và đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chuyến trao những giọt nước nghĩa tình được diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng 5 2024 tại 5 điểm giao, gồm 4 điểm tại Bến Tre và 1 điểm tại xã Phước Trung, tỉnh Tiền Giang. Toàn bộ số lượng nước ngọt, nước sạch cho các địa phương đều do công ty Tân Hiệp Phát tài trợ.